dính rồi gì các bạn ơi, hôm nay bẫy được con gà gì rồi đó, nghe ẹt ẹt nè, sao thấy nó bay nữa, về rồi nó xuống, tại mình bẫy trong nó rừng cỏ cho nên là không có thấy được. Để đi vô im im coi đi, tôi dính không nha, tôi chừng nó chưa dính nữa mà nó bay đi rồi lại uổng cho coi. Mà nãy giờ không nghe, không thấy nó siêu, mà nghe ẹt ẹt lên đây nè. Không có chỗ bẫy nên bẫy trong cái giặt cỏ đây nè. Dính gì rồi? Ồ, dính được một con. Hên chưa? Con đầu tiên của mùa này. Dính nào á. Nãy giờ nghe ẹt ẹt rồi mà không vô. Hên rồi các bạn ơi, hên rồi. Sáng nay được con gà. Đây nha các bạn. Nghe ẹt rồi mà. Khu này rồi là mùa rồi cũng bẫy được nha các bạn. Mùa rồi bẫy được cũng con đây. Hên hên. Hên rồi. Sáng nay được con gà. Các bạn nào biết gà thẩm dùm con này coi. Sao nó lên nó đen xì lì rồi. Mùa rồi mình bắt mình đi bẫy mình nói con mái. Hay là nói con trống các bạn. Đây, em quay cái camera lại sát cho các bạn coi. Sao nó lên đen các bạn? Không lẽ nó là con trống? Dám lắm à. Dám là con trống với con mái gì đen vậy. Bó tay luôn. Không biết hiểu nổi nữa. Biết thì mình khùng gì nữa. Đây. Em đầu tiên sáng ngày hôm nay đều tơ trong đã chưa? Wow. Đã thiệt chứ. Cái mỏng bay lớn về vô liền. Đứng đặng chỗ cái đám mùa này nó ngóc lên ngóc xuống mình phải núp chết bà luôn. Đám mùa sau lưng nè. Thôi để đi kiếm bãi khác các bạn ơi.